xe đâu có lên đây đâu con. Ồ, chú của Sóc kìa. Chú Sóc mang áo đen kìa. Mẹ của nó gì mẹ ăn sao hả? Mẹ nó ăn sao? Kìa em coi kìa, đẹp dữ sợ luôn. Sóc nó mang áo đen đó. Sóc nó biết mà. Hiếu ơi. Để coi gọi balon lấy nhang không? Đây là chùa Đa Bảo nha các bạn. Chút nữa đi xuống vui lắm. Chào, chúc mừng năm mới. Năm mới bình an. Bấm sủa, bấm sủa. Chị Nai nói gì vậy? Mẹ ba đang ngồi. Không muốn làm sao?
nở, nở chùm đi bụt bụt. Anh hai ở ngoài đó. Thank you.
Cảm ơn chú. Rồi để đây nè cho mẹ quay nè. Để chứ mày vô. Ba ngồi ơi. Nè. Ồ, đẹp quá. Mỹ Hạnh nè, Thanh Thiên nè. Thanh Hải. Lữ Khoan nè. Lữ Khoan nè, Mỹ Hạnh nè, Thanh Thiên nè, Bình Dương nè. Thanh Hải nè. Rồi Bình An nè. Trời ơi. Lấy này ra, che chữ nữ đi. Để mất công quá là đi chùa thỉnh được 6 cái tên. Mỹ Hạnh nè, Mỹ Hạnh. Ồ, có Bình Dương nó đậm ghê này nha. Quyệt quá ha. Ê, Mỹ Hạnh nè, chú. Ờ, gì hả? Không, có rồi. Ê, nghe nè, Mỹ Hạnh là đây nè, mới ghi nè. Ờ, ê, tên Mỹ Hạnh. Đúng rồi, thành đúng tên Mỹ Hạnh luôn. Người đâu mà đẹp cũng có đẹp dần. Dạ, yeah, cảm ơn. Đúng rồi, mày đẹp thiệt. Mày đẹp thiệt hả? Đúng rồi. Sao sóc biết ai vậy? Tại vì đã sống mẹ bao nhiêu năm rồi, sao không biết được. Gì vậy hả? Đứng rời, đứng rời. Từ từ mày đứng góc đây mày quay nữa. Tuệ giác viên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đâu vậy? Dắt cháu đi tìm nhà vệ sinh. Cháu bên đây nè, sau lưng đây nè, phải không? Nên muốn chụp không con? Thôi. Thôi rồi. Vạn sự như ý. Nhỏ. Đây nè, đi xuống đây nè, đẹp đó. Mẹ muốn quần rồi. Có gì con? Cái gì không dính đâu rồi. Thích làm gì làm đi. Tự đi xuống đi. Nói sắp xuống đi. Đi con ra đứng thẳng chỗ kia luôn đâu sao đâu. Anh nó vô không? Không. Vô. Sắp vỡ cái áo lên con, ngồi lên cái áo dơ hết rồi. Thank you.
coi có thư pháp không, thì ở đây có thư pháp thì mình thư pháp. Nhưng mà chắc không biết tên của nè coi. Tôi lấy điện thoại tôi quay ra. Có chừng dây điện nha. Hai đứa. Xoay tới xoay luôn, không thấy cha con nhà ông đâu. Điệu 80 vòng, trong ông bắt đầu. Ở đây. Nắm tay vô, sắp vô con. Đi tiếp luôn. Lên coi hai con ếch vàng kìa, hai con cóc vàng kìa. Sóc có hai con cóc vàng đẹp lắm này sóc. Bà lên đi, bà lên đi. Kìa kìa, mẹ lên đi kìa, hai đứa ông lên phải không? Anh ơi, anh xem có gì nữa. Cậu mình lỡn tới đây rồi mình đi khám phá cho nó hết chứ. Ôi, xin lỗi. Đi. Kìa kìa sóc. Sóc ở sau lưng kìa, sóc áo đen kìa.
cái kia bốn thầy trò đó, đây ba thầy trò nè. Trên đỉnh luôn rồi, lúc kia là trên đỉnh luôn rồi, đâu còn chỗ đâu mà trên nó cao quá chứ. Chính là mình để xe ở đây là quá hay. Phượt là giống mẹ nè. Ủa mà đó vàng thật hay vàng giả gì trời? Thì mình lại mình coi. Còn mấy cục đó là vàng thật không? Ổng tin đâu ai đợi tin. Thì tâm mại vàng lên đó. Mại đó là màu khác. Đó là màu vàng khác. Your
mà đã bảo chụp hình hả, nguyên toàn bộ thành phố á. Tôi nghĩ trên này nó đẹp lắm, ngay ngồi nó đẹp thiệt. Đẹp không nè? Thích luôn. Thích hả? Có chiên không? Đó. Này phát triển nhờ ở chùa. Cao lắm, thấy vậy á, vô hết hưởng.